game tiếp theo mà mình sẽ mở đó là Lovecraft Letter. Lovecraft Letter. Cái game này thì mình hoàn toàn không biết một tí gì cả. Cái game này thì mình uh, đến vào trong cái tiệm sách này mình mới nhìn thấy và nghe nói lần đầu và mình thấy nó hay hay bởi vì nó có hình một cái quyển sách, nó in cái hình nó kiểu nó có nó muốn mô tả lại đây là một hình một cái quyển sách nên là mình thấy nó có vẻ lạ lạ Thế là mình mua cái hộp này về không biết là cái game này chơi như thế nào. À, mở hộp bỏ như lông ra trước cho nó khỏi bóng đã. đó hình giống một quyển sách bạn thấy không? nó in sao cho các bạn thấy như kiểu các bạn đang cầm trên tay một quyển sách vậy. đây là cái gáy sách này. tên là Lovecraft Letter tác giả là Seiji Kanai. wow tác giả này tên người nhật à? đây chắc là một tác giả nhật. tên là Seiji Kanai và nhưng mà cái art, cái style, nghệ thuật, cái art style của nó thì lại có vẻ rất là western, rất là phương Tây. Và xem nào, đọc qua giới thiệu một chút. À. Vào năm 1920 khi thế giới vẫn đang ở trong cái cuộc sự hỗn loạn của chiến tranh thế giới thứ nhất. Ở giữa cuộc hỗn loạn này, một trong những người thân của bạn đã gặp phải một điều rất là bí ẩn. Đến từ Ai Cập, Egypt. À, những cái bóng một vài những cái bóng kỳ lạ đã à, đã sống dậy những những con chữ không thể nào mà mã giải mã được và những cái biểu tượng kỳ lạ à, bla, bla 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 khi các bạn khi bạn đến nơi thì bạn đã thấy cái người thân cái cái người bạn đó đã bị biến mất đã bị mất tích và các bạn quyết định đi tìm hiểu đi điều tra xem anh ta uh, sự việc gì đã xảy ra. Không biết là các bạn sẽ gặp những cái thử thách, những cái điều kinh dị gì đang chờ đợi các bạn. Và Lovecraft Letter là một game of rich, of rich deduction, tức là suy luận, and luck và may mắn và sử dụng cái uh, engine tức là cái uh, cơ chế của một game nổi tiếng, có tên một cái game mà thắng giải gì đó nổi tiếng tên là love letter ờ à, love letter thì, thì mình cũng có tên rồi à có, có biết đến cái tên của nó rồi mà ch cũng chưa bao giờ chơi và các bạn hãy chơi được từ hai đến 6 người à, làm một cái quest làm một cái nhiệm vụ để tìm ra cái câu trả lời cho cái nhiệm vụ đó có rất là nhiều chướng ngại vật nói chung đây là một cái game gọi là didactic tức là game suy luận trong đó các bạn sẽ phải suy luận bối cảnh là phải đi tìm người thân đã mất tích của mình và Ok, nội dung ở bên trong, đâu rồi, có các cái thông tin uh, cơ bản không, các cái thông tin bao nhiêu người chơi và bao nhiêu, ồ oh, cái này nó in nhỏ ghê Và độ tuổi khuyến khích là 14 người trở lên, à 14 tuổi trở lên chứ không phải 14 người Số tuổi, à số người chơi đó là từ 2 đến 6 và một game khoảng 10 phút, ô oh, chơi ngắn nhỉ, một game thì chiếm khoảng 10 phút thôi giờ mình mở ra xem như thế nào nhé Thế nào mở như thế nào? Đó, mở như thế này. Ồ. Ồ ồ Cái game này cái hộp nó làm có vẻ hay đấy. Ừ. Mở không giống các cái hộp bình thường. Đầu tiên là mình có cái gì ở đây đây? Đây chắc là quảng cáo thôi, các cái game của hãng, các cái game khác của hãng. Khi mà mở ra thì các bạn đúng cầm như một quyển sách thật. Ở đây là cái 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 keo cũng hay dùng để đóng sách hay sao này ở đây nó là cái nam châm và mở ra bên này có hình uh, artwork khá là đẹp đây hình pha rông à một lão thì mặc vest nhưng mà lại đầu với cả dâu hình pha rông ok đây là nội dung của uh, game thì nó nằm ở bên tay phải đây có một quyển luật một quyển luật uh, có vẻ hơi nhiều chữ thì phải mười uh, 15 trang cũng không dày lắm như vậy mình đoán là nó cũng không khó lắm tiếp đến bên trong hộp ồ cái hộp này hay đấy hộp này nó làm rất là sáng tạo đầu tiên là xem đã tất cả những cái này nó đều giống như những cái phong bì được bán ở ngoài à, các cái tiệm mà văn phòng phẩm thật nó đều được bọc ở trong à, lông này à, mình đoán đây là à, đây là các cái lá bài có mặt sau của nó là hình cái phong bì thì mình uh, mở cái phong bì này ra, mở cái uh, ni lông này ra, uh, ni lông này nó làm xác lắm mình phải cẩn thận không rách cái lá bài bên trong. lấy cái kéo này cắt cái, cắt được rồi. rách uh, nào, ok được rồi. rồi mình đã cắt ra được, lấy các cái lá bài, mặt sau là hình phong bì à, mặt trước ô oh, mặt trước là các cái artwork rất là đẹp à, brain case đây là hình một cái não ở trong một cái cốc à các cái hình vẽ nữa investigator người đi điều tra oh, đây là các cái artwork rất là đẹp rất là rực rỡ màu sắc và có mình thấy có khá là nhiều các cái lá bài hình các cái quái vật Con quái vật ừ. Được đấy chứ nhỉ Mình chưa hề biết cái game này trước đây Mình chỉ mua về bởi vì <laughs> nó rẻ mà thôi Và trông nó bìa nó in rất là đẹp Oh true này Nhưng mà không ngờ là bên trong nó lại đẹp Và nó đặc biệt như thế này Không biết là chơi có hay không Và đây là List of cards Danh sách các lá bài Mình đoán đây là mình đoán đây là một những cái lá bài reference, cái lá bài hỗ trợ người chơi và mình có một tập các cái gì nữa đây cái phong bì cái này thì lại không cần phải cắt cái nó có thể bóp ra được luôn này. Ồ, oh, đây là những cái túi ni lông một mặt của nó là hình phong bì còn mặt sau nó là ni lông như thế này. à, mình đoán mình đoán rồi thì chắc là nó sẽ dùng để cho những cái lá bài này vào trong cái túi ni lông này đấy, như vậy hai mặt này cũng có cũng là hình cái phong bì cả và khi các bạn và những cái nội dung của những cái lá bài đấy sẽ là bí mật và khi nào các bạn đến lúc nào đó thì các bạn cần biết nội dung của nó thì các bạn mới kéo nó ra như thế này ồ oh, hay đấy và mình có một tập rất là nhiều những cái túi như vậy chắc là bằng với số lá bài mà bạn ta có bằng ni lông khá là chắc chắn và in rất là đẹp mình oh. và ở đây ta có gì ở đây thì ta cũng có các cái túi ni lông nhưng mà túi ni lông này của chúng ta thì trong suốt hết trong suốt hết không phải là nó giống như những cái sleeve ấy sao lại thế nhà dùng để cho gì nữa mà nhiều thế có vừa không? mình đoán là vừa đúng rồi vừa luôn vừa in như vậy là chúng ta có hai loại sleeve một loại sleeve trong và một loại sleeve là có mặt sau là hình cái phong bì còn gì nữa trong này chúng ta có các cái chip như kiểu chip poker oh, đúng chip poker luôn à, mình bóc ra một tập Ô, cầm nặng lắm chất lượng khá cao có hai mặt một mặt là hình cái gì đây, mình không biết mô tả nào, hình lửa hay hình cái cây khô cành cây. Còn mặt kia là hình xulu. Uh, rất là nặng. Chất lượng tốt. Những cái chip này cũng thế, giống y hệt như vậy. Và tất cả mọi thứ được để rất gọn ở trong một cái organizer nhựa và không phải là nó nó được uh, phủ một lớp nhung ở đây, cầm sờ vào nó rất là sướng tay và đấy là hết rồi. Oh, cái game này thật không ngờ đấy. ngoài sự dữ liệu của mình, nó lại có vẻ bên trong chất được làm chất lượng khá là tốt. mình rất là thích. lát nữa mình sẽ đọc luật để xem xem chơi như thế nào luôn. như vậy là mình đã mở xong cái hộp của Lovecraft Letter này rồi. bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái video này đây và mình sẽ đi mở hộp cái game tiếp theo.